Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi giải báo chí chủ đề Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công an tỉnh Yên Bái, 16 tháng 8 năm 1946, 16 tháng 8 năm 2021. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các tác giả đạt giải. Sau gần 4 tháng phát động cuộc thi giải báo chí chủ đề Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân đã nhận được gần 150 tác phẩm tham dự. Ban giám khảo đã lựa chọn được 38 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Các tác phẩm tham dự cuộc thi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thực tiễn đời sống xã hội, đặc biệt là những chủ trương lớn của ngành công an đang triển khai tích cực hiệu quả. Các tác giả đã đi sâu khai thác, sáng tạo các sản phẩm, phản ánh các vấn đề như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm lệch lạc sai trái của các thế lực thù địch, hiệu quả đề án đưa công an chính quy, đảm nhiệm các chức danh công an xã, cấp thẻ căn cước công dân cho nhân dân, công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma túy. Thông qua cuộc thi, những người làm báo chuyên và không chuyên có cơ hội được rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng tác phẩm. Tổng kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 6 giải B, 12 giải C và 17 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất. Cuộc thi báo chí với chủ đề Vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân do Công an tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đã thu hút sự quan tâm của những người làm báo chuyên và không chuyên trong việc phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, đã tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội và lực lượng công an nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và khảo sát vị trí đặt chốt kiểm dịch y tế tại huyện Yên Bình. Hiện nay toàn tỉnh có 9 chốt kiểm dịch y tế cấp tỉnh, khoảng 50 chốt kiểm dịch y tế cấp huyện. Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, thời gian làm việc liên tục, lượng người phương tiện qua lại đông, nhưng lực lượng liên ngành làm việc tại các chốt kiểm dịch đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chốt cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tiếp nhận khai báo y tế, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, hướng dẫn phân luồng giao thông, tích cực hướng dẫn tuyên truyền người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện kiểm soát chặt chẽ người dân từ vùng dịch và địa phương. Tại các chốt kiểm dịch, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã thăm hỏi động viên, đồng thời đánh giá cao sự cố gắng quyết tâm của các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số lượng công dân trở về quê qua địa bàn Yên Bái hoặc trở về địa phương sẽ tiếp tục tăng. Do vậy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng cần chủ động các phương án để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và địa bàn, tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện tốt quy định phòng chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ cần đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh, sử dụng bảo hộ y tế đầy đủ, khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần với người trở về từ vùng dịch, tuyệt đối không để lây nhiễm. Các địa phương, đơn vị, các tổ chức cá nhân tiếp tục quan tâm, động viên, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Cũng trong dịp này, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi khảo sát vị trí đặt chốt kiểm dịch y tế tại huyện Yên Bình. Nhằm chung tay cùng các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, ngày 9 tháng 8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bái đã hỗ trợ một số thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV Yên Bái đã trao 10 quạt hơi nước và 10 bộ bàn ghế inox với tổng trị giá gần 50 triệu đồng, hỗ trợ cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái phục vụ cho công tác tiêm phòng vaccine. Qua đó, đẩy nhanh quá trình tiêm chủng giúp công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn nhanh chóng hiệu quả. Cùng với đó, từ ngày 6 tháng 8 2021, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã triển khai chương trình đặc biệt dành riêng cho toàn thể cán bộ nhân viên công tác tại bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc. Thông qua việc áp dụng lãi suất 1% trên năm đối với khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống không cần tài sản đảm bảo, lãi suất 5,5% trên năm đối với cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở, kể cả khoản vay mới và khoản vay hiện hữu, đồng thời miễn toàn bộ các khoản phí khi giao dịch trong thời gian 2 năm từ nay cho đến hết tháng 12 năm 2022. Những hoạt động cụ thể thiết thực trên của Ngân hàng BIDV đã góp phần cùng cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, giúp người dân khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngoài thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng bào vùng cao Trạm Tấu đã có những cách làm sáng tạo trong công tác phòng chống dịch, từ chính phong tục có từ rất lâu đời của người dân nơi đây, trong đó có những cây phua. Thông qua công tác tuyên truyền của cán bộ xã, thôn và trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh Phàng A Cáng ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công nhận thấy dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Nếu không thực hiện tốt công tác phòng dịch thì nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn là rất cao. Thế nên cùng với chấp hành nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, anh đã sửa soạn làm cây phua để trước cửa nhà. Theo quan niệm của người Mông Trạm Tấu thì cây phua thường được đặt ở trước nhà trong các dịp lễ Tết, cúng ma hay trong nhà có người ốm hoặc có người mới sinh, ngụ ý muốn thông báo đến người lạ là gia đình đang kiêng, không tiếp khách, không tiếp người lạ. Thế là phải mua từ phua cho lù. Từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra ở nhiều tỉnh thành, gia đình mình đã cắm cây phua này ở trước nhà để thông báo cho mọi người biết là nhà mình không tiếp người lạ và mình thấy nó rất hiệu quả, lại dễ làm và phù hợp với phong tục tập quán của người Mông mình. Dù đã gần 80 tuổi, nhưng ông Phàng A Sáy cũng không biết tục để cây phua có từ khi nào. Chỉ biết rằng từ đời bố ông nội ông đã biết dùng cây phua để trừ ma, diệt tà. Và đây cũng là quan niệm của tất thảy đồng bào Mông Trạm Tấu. Thường ngày, họ coi cây phua là để tránh những điều dữ, mong muốn mang đến những điều tốt đẹp. Còn từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì đồng bào lại coi cây phua như một phương tiện để chống dịch. Cây phua này là nét riêng của đồng bào Mông mình từ bao đời nay rồi. Cứ từ đời này truyền sang đời khác, nên kể cả đứa trẻ nhỏ người Mông mình cũng biết được nhà nào cắm cây này trước nhà là không dám vào nhà. Vào những lúc dịch phức tạp như hiện nay, trong thôn mình hầu như nhà nào cũng đặt cây phua trước nhà. Vì thế mà người lạ không có cơ hội tiếp xúc với đồng bào mình. Nhà bà Giàng Thị Trử ở ngay sát đường đi vào khu du lịch đỉnh Tà Xùa và thác Tà Xùa xã Bản Công. Vì thế mà hàng ngày có nhiều du khách qua lại, có cả những tiểu thương đến mua bán trao đổi hàng hóa. Nên tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Vì thế mà bà Trử cũng đã đặt cây phua ngay trước nhà. Nhà mình gần đường nên có rất nhiều người qua lại. Mình không biết chắc được ai bị bệnh ai không. Nên để an toàn nhà mình không tiếp xúc với người lạ. Và mình đã đặt cây phua trước nhà. Đối với người Mông mình, nhà nào đã có cây phua trước nhà thì không ai dám tự ý vào nhà. Từ công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 thì người dân đã có sáng tạo rằng là cây phua này do trên địa bàn xã Bản Công là 95% là người dân tộc thiểu số, là người Mông. Thì người ta hầu như là 100% là các hộ đều dùng cây phua này để phòng chống dịch COVID-19 để không cho người lạ vào nhà. Hiện nay dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh trong nước. Hơn lúc nào hết, mỗi nhà, mỗi người dân Trạm Tấu đã và đang nêu cao tinh thần chống dịch, góp phần cùng cả tỉnh giữ vững thành quả chống dịch với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao Trạm Tấu có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số. Từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thì đồng bào Mông ở đây đã dùng cây phua đặt ở trước nhà với một thông điệp là không tiếp xúc với người lạ, không muốn giao tiếp với người lạ để ngăn không cho dịch bệnh COVID xâm nhiễm vào địa bàn. Và với cách phòng chống như vậy thì huyện đang góp phần thực hiện có cái hiệu quả cái việc phòng chống dịch bệnh COVID trên địa bàn huyện. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh. Theo quyết định số 1668 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Y tế, được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Yên Bái. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 6 tháng 8 năm 2021. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Yên Bái, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị trên cương vị công tác mới, bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển, xứng đáng là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái tiến hành cuộc tổng điều tra về kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 từ mùng 1 tháng 3 năm 2021, sau 4 tháng đến ngày 31 tháng 7 đã hoàn thành cả hai giai đoạn. Theo Ban chỉ đạo tổng điều tra, mặc dù gặp những khó khăn trong quá trình thu thập thông tin, song với nỗ lực của các địa phương, cơ sở, cuộc tổng điều tra đã hoàn thành theo tiến độ đã đề ra, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Để hiểu rõ hơn về kết quả sơ bộ cuộc tổng điều tra, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Bích Diệp, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, là xin bà cho biết là những kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 được triển khai từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 7 năm 2021. Thì Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp cũng đã chủ động linh hoạt thực hiện tổng điều tra đảm bảo theo tiến độ và chất lượng của công tác thu thập thông tin, thực hiện theo đúng cái kế hoạch số 38 của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế của tỉnh. Thì kết quả sơ bộ thì tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2021 thì toàn tỉnh có 1.943 doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động một năm hoặc là đang đầu tư. Trong đó là 1.344 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, có phát sinh doanh thu hoặc chi phí sản xuất kinh doanh của năm 2020. 65 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong một năm, tức là năm 2019 thì có doanh thu nhưng năm 2020 thì không có. 534 doanh nghiệp đang hoạt động, chỉ đóng thuế môn bài hoặc chưa hoạt động, đang đầu tư. Với 557 đơn vị sự nghiệp, 53 đơn vị hiệp hội và 429 đơn vị hành chính. Ở giai đoạn 2 thì tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 thì toàn tỉnh có 32.744 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 178 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Đây là cuộc tổng điều tra trên diện rộng và có tính chất phức tạp liên quan đến đa ngành, đa lĩnh vực trong đời sống xã hội, đặc biệt là có trong lĩnh vực kinh tế. Thì bên cạnh đó còn có những cái sự tác động của dịch bệnh COVID-19. Vậy thì trong quá trình triển khai thu thập thông tin tại cơ sở thì các ban chỉ đạo đã có gặp những khó khăn trở ngại gì không? Cuộc tổng điều tra kinh tế được thực hiện trên phạm vi lớn với chịu rất nhiều những thách thức trong việc thu thập thông tin, đảm bảo chính thức xác, đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp, việc tổ chức thực hiện cuộc tổng điều tra địa phương đã gặp những khó khăn hạn chế nhất định. Đó là doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thì hầu hết là những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh thì không ổn định, chưa đảm bảo được cái điều kiện để tham gia cung cấp thông tin trên hệ thống phần mềm trực tuyến của điều tra doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai thu thập thông tin thì nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo chưa sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin, điều tra viên phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục các đơn vị phối hợp và điều tra để cung cấp hoàn thiện phiếu điều tra. Về công tác rà soát cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể thì được tiến hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2021, thì trùng với lại cái thời điểm mà các địa phương đang tổ chức chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp, nên cũng phần nào ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái công tác rà soát cũng như là lập danh sách nền. Khó khăn nữa đó là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cho nên là việc tiếp cận các cơ sở sản xuất kinh doanh là cũng gặp rất nhiều khó khăn, do các cơ sở là ngại tiếp xúc với lại điều tra viên. Một số cơ sở thì phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ban chỉ đạo các cấp và cơ quan thường trực là Cục Thống kê được sự hỗ trợ nào từ các cái phía cơ quan thành viên của ban chỉ đạo, đã có những cái giải pháp như thế nào để hoàn thành được cái khối lượng công việc và để có được những thông tin chính xác nhất để công bố kết quả cuộc tổng điều tra theo như kế hoạch đã đề ra? Thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra cấp tỉnh thì cũng đã chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc nảy sinh, hướng dẫn ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện đồng bộ kế hoạch triển khai tổng điều tra. Bên cạnh đó thì có sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành ngành thành viên ban chỉ đạo của tỉnh với lại cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cấp các cấp từ tỉnh đến huyện, xã, thôn bản.
tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng cung cấp thông tin. Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên ban chỉ đạo tổng điều tra. Căn cứ vào kế hoạch phân công thì các ngành thành viên đã chủ động đôn đốc ban chỉ đạo huyện được giao phụ trách thường xuyên nắm bắt những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, cũng đã bám sát kế hoạch của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, đã lập kế hoạch từ tổng thể đến chi tiết các bước tiến hành tổng điều tra. Ban chỉ đạo cấp huyện chủ động linh hoạt trong việc lựa chọn tăng số lượng điều tra viên để thu thập, rút ngắn cái thời gian thu thập thông tin tại địa bàn. Công tác tập huấn cho lực lượng điều tra viên cũng được triển khai một cách kỹ lưỡng. Các giám sát viên cũng đã bám sát địa bàn, bám sát cơ sở, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác tổ chức triển khai thu thập thông tin của ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và thường xuyên kiểm tra hướng dẫn đối với lại điều tra viên để ngay từ đầu là giúp điều tra viên hạn chế được những cái sai sót hệ thống để nâng cao cái chất lượng công tác thu thập thông tin. Thì ban chỉ đạo tỉnh cũng đã sẽ tiếp tục triển khai cái nhiệm vụ theo kế hoạch số 38 của ban chỉ đạo tỉnh, đó là hướng dẫn ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện nghiệm thu kết quả tổng điều tra của cấp xã và rà soát kiểm tra nghiệm thu kết quả tổng điều tra của ban chỉ đạo cấp huyện, thực hiện thanh tra tổng điều tra theo kế hoạch của ban chỉ đạo trung ương và công bố cái kết quả sơ bộ thì vào tháng 12 và công bố kết quả chính thức vào tháng 2. Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia và trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2021-2022 đang đến gần. Thời điểm này, mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, cũng như học sinh cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Nắm bắt được nhu cầu đó, các đơn vị sách và thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng, phong phú, đảm bảo bình ổn về giá trước những tác động của dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên thời sự. Để chuẩn bị cho năm học mới, chị Hà Thị Trà My ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã đến công ty cổ phần sách thiết bị trường học Yên Bái để mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho em trai. Theo chị My, giá cả các mặt hàng năm nay tương đối ổn định, không tăng so với mọi năm. Mẫu mã đa dạng, phong phú, các loại sách đồ dùng học tập đều được niêm yết giá công khai. Ngoài ra công ty còn trợ giá, giảm giá tùy theo từng loại mặt hàng nên chị rất phấn khởi. Em thấy giá cả năm nay là cũng vẫn bình ổn giá như mọi năm ạ. Và thị trường sách thì nói chung là đủ các loại sách cho thiết yếu cho các em, dụng cụ để học tập thì cũng đầy đủ ạ. Ngoài mua sách giá niêm yết ra thì tôi còn được khuyến mại và chiết khấu phần trăm khi mua sách ạ. Trong điều kiện dịch bệnh như thế này thì hiệu sách giảm giá cho các em học sinh như thế này thì tạo điều kiện rất nhiều cho nhu cầu mua sách và là phục vụ nhu cầu đi học cho các em ạ. Rất là thuận lợi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công ty cổ phần sách thiết bị trường học Yên Bái đã chủ động nhập về với số lượng lớn các mặt hàng từ rất sớm như sách giáo khoa, sách bổ trợ, đồ dùng học tập và các loại văn phòng phẩm với mẫu mã mới, đa dạng và bắt mắt để phục vụ nhu cầu của các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh trong năm học mới. Các loại sách được niêm yết giá, sắp xếp theo từng khu vực để thuận tiện cho phụ huynh học sinh mua sắm. Năm học này, công ty cung ứng ra thị trường trên 1 triệu bản sách giáo khoa đại trà và sách bổ trợ, gần 10.000 bộ đồ dùng học tập. Công ty cổ phần sách thiết bị trường học Yên Bái cũng là đơn vị nhận được ủy quyền của các nhà xuất bản, chịu trách nhiệm cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, công ty sẽ cung cấp trên 15.000 bộ sách lớp 1, trên 18.000 bộ sách lớp 2 và trên 15.000 bộ sách lớp 6 cho khoảng 200 đơn vị trường học tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đối với các bộ sách giáo khoa theo chương trình mới, có một điểm nổi bật đó là phía sau mỗi quyển sách sẽ có tem của nhà xuất bản để học sinh có thể truy cập mã QR code hoặc trang website để học sách mềm, sách điện tử, bổ trợ thêm cho từng môn học. Tất cả các mặt hàng phục vụ cho năm học mới đều đảm bảo bình ổn giá, không có hiện tượng sốt giá mùa dịch. Công ty cổ phần sách đã có kế hoạch nhận sách từ sớm, từ tháng 4 và trong thời điểm này thì đã giao được sách đại trà cung ứng trên thị trường là 80% và cái sách thay sách theo lớp 1, 2, 6 thì đã cung cấp được 60%.
cho các em học sinh, đến tay em học sinh, và sẽ cung cấp sớm trước khai giảng là các em không bị tình trạng thiếu sách trước năm học mới. Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cửa hàng đại lý sách trên địa bàn tỉnh cũng đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá theo từng loại sản phẩm. Với trên 60.000 bản sách giáo khoa, sách tham khảo các loại cung ứng ra thị trường trong năm học mới này, nhà sách Tâm Liên, đường Điện Biên, thành phố Yên Bái đã áp dụng chương trình giảm giá từ 10 đến 45% đối với sách giáo khoa và sách tham khảo. Các mặt hàng khác như vở, ba lô, túi kéo, cặp sách cho học sinh cũng được giảm từ 15 đến 20% so với giá niêm yết. Ngoài ra, nhà sách còn nhập thêm nhiều mặt hàng mới, tiện ích với mẫu mã đa dạng để đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho khách hàng. Thành các loại sách của cửa hàng Tâm Liên thì em cảm thấy là giá cả phải chăng ạ, phù hợp với lại học sinh như chúng em ạ, có thể mua được, sắm được tất cả những cái đồ dùng học tập rồi sách vở để phục vụ cho năm học mới một cách tốt nhất ạ. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, ngoài việc thực hiện tốt yêu cầu 5K, nhà sách Tâm Liên cũng có dịch vụ vận chuyển, giao hàng miễn phí cho khách hàng có nhu cầu khi đặt hàng online trong địa bàn thành phố Yên Bái. Cửa hàng chúng tôi cũng đã theo truyền thống dự trù toàn bộ từ sách giáo khoa, đồ dùng học tập và toàn bộ các trang thiết bị cho các cháu đón chào năm học mới. Đặc biệt năm nay do Covid, chúng tôi nhập sách và đồ dùng rất sớm, nhưng mà do điều kiện cũng hoàn cảnh khách quan đưa lại do Covid nó cũng đã ảnh hưởng đến, cho nên là tôi cũng mong tất cả các bậc phụ huynh hãy quan tâm đến các con là lên mua sách sớm để đủ cho các con. Ví dụ như là sách có thiếu một hai đầu, các bố mẹ vẫn cứ mua và chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ, và toàn bộ sản phẩm từ sách giáo khoa, sách tham khảo, cặp đồ dùng học tập đều có được giảm giá. Chỉ còn gần một tháng nữa năm học mới sẽ bắt đầu, để đảm bảo đủ sách và đồ dùng cho các con em mình, các bậc phụ huynh, học sinh nên chủ động mua sắm sách và đồ dùng học tập sớm để có thể lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, tránh mua phải sách lậu, sách kém chất lượng, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho các em sẵn sàng bước vào năm học mới.